Chào các bạn, mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Đơn hàng buổi trưa ngày hôm nay giới thiệu với các bạn, đây là giò phi điệp tím, hàng rừng của Lai Châu. Đây, một anh ấy, cái vườn của anh ấy là hiện tại là anh trồng được khoảng 3 năm rồi. Đấy, như các bạn này, toàn thân tơ, ngày xưa nó là hàng nguyên bản. Đây các bạn nhìn này, đây là nguyên bản. 15 thân tơ. Dài có cái dài nhất chắc được khoảng mét, như các bạn đã nhìn thấy. Rất là đẹp. Giò phi điệp này 15 thân tơ này mình bán với giá là 6 triệu đồng. Như các bạn, hàng chuẩn rừng Lai Châu các bạn nhé, thuần 3 năm. Nguyên bản, đầu tiên là nguyên bản. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0987829002. Và đây đơn hàng buổi trưa ngày hôm nay nữa, giới thiệu với các bạn. Đây là hai giò, đây là giò kiều mỡ gà và kiều trắng vàng. Hai giò này vào một giò, hai chậu nhỏ ghép thành một giò to như thế này. Rất là xanh, thuần được năm nay 3 năm. Một giò như này thì mình bán với giá là 800.000 đồng các bạn nhé. Cây rất là khỏe, xanh mướt luôn. Và đây nữa, đơn hàng này nữa giới thiệu với các bạn, đây là giò trầm tím, hàng Lào, thuần 3 năm, 20 thân tơ. Đây các bạn đây. Đấy, thân rất khỏe. Đang nụ các bạn nhé, đang nhú nụ rồi. Giò này rất là đẹp. Giá là 4 triệu đồng. Như các bạn đã nhìn thấy. Anh em nào nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp, số điện thoại của mình là 0987829002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Rất cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ, thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.